Yo, what's up mấy bạn đã trở lại với vlog của Trung. Thì bữa nay là chúng ta sẽ tập ngày trần tiếp theo của cái giáo án FST7 Big and Rip. Đây là ngày trần rất là mệt. Thì hy vọng rằng là mấy bạn có thể vượt qua được cái ngày trần này. Thực sự Trung nói mệt đây nghĩa là đúng nghĩa đen luôn đó nha. Đúng nghĩa đen, và nó sẽ bắt đầu vào đầu buổi của buổi tập. Như mấy bạn lúc này đã thấy, lúc mà chạy video vô á, là lúc bạn sẽ thấy Trung có ghi là cái FST7 Giant Set đúng không? Thì đó sẽ là ba bài đầu tiên của cái buổi tập ngày hôm nay. Chúng ta sẽ không bắt đầu với squat, chúng ta sẽ không bắt đầu với những bài khác, nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu với lại cái bài giant set này. Đó là ba bài. Thì để chúng nói tiếp với mấy bạn, tất cả đều là 7 set hết, vì đó là FST7. Bài đầu tiên đó là chúng ta sẽ đạp bài leg press. Nếu như phòng mấy bạn có leg press mà như Trung đang tập á, thì ok. Không có thì chúng ta sẽ tập cái máy leg press ngang cũng được, cũng không sao. Ok, thì đó là sẽ bắt đầu với cái bài đó. Nếu như mấy bạn nhớ là warm up nhẹ nhàng những cái nhóm phần chân á ha, cho nó nóng lên chút rồi chúng ta sẽ vô. Thì cái đó là chúng ta sẽ đi 15 đến 20 rep cho tất cả ba cái bài này. Thì lúc nãy là Trung vừa xong cái leg press, thì như mấy bạn đang thấy là Trung vừa tập xong cái lunge ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay sang là leg extension 7 set 15 đến 20 rep luôn. Thì chúng muốn lưu ý với mấy bạn cái bài lunge đó là chúng ta sẽ không có đếm là 1, 1, 2, 2 như là mọi lần chúng hay nói, vì nó khá là nặng. Thì chỉ có 3 bài lần lên 15 đến 20 rep, ở đây nghĩa là chúng ta bước lên và bước xuống. Bước lên là 1 rep ha. Ok, và một lưu ý tiếp theo đó là chúng ta sẽ đi thứ hai là set thứ hai chúng ta sẽ đi ngược lại với lại cái set đầu tiên. Nếu mà mấy bạn đi từ leg press, lunge và leg extension, thì sau cái set thứ hai chúng ta sẽ đi từ leg extension, lunge và sau đó chúng ta sẽ đi leg press, và cứ như vậy ha. Chúng ta sẽ đi ngược lại. Đó, như mấy bạn thấy là lunge. Ok, lúc mà chúng ta nói dở về cái phần là cái số rep cho cái phần lunge á, thì là mấy bạn sẽ bước đến như vậy là 1 rep ha, chứ không phải là bước hai chân rồi mới là 1 rep như là mọi lần chúng hay nói. Bởi vì làm như vậy thì thực sự rất là ác mộng đối với cái ngày chân này. Tại vì nó tới 15 tới 20 rep lận, thì ở đây chúng sẽ set là 15 tới 20 rep là đủ cả hai chân luôn ha. Thì như vậy sẽ đỡ hơn cho mấy bạn. Và sau đó là chúng ta sẽ quay qua cái bài leg press. Ok, thì đây là cái cách chung đặt chân, thì nó sẽ rộng ra. Tại vì do cái máy này nếu mà chung để hẹp á, và để ăn vào cái outer squat, nghĩa là ăn vào cái má ngoài của cái đùi á, thì sẽ khó, rất là khó đẩy, vì đẩy cái phần hông của chung lên. Thành ra là chung sẽ để chân mở rộng và chéo ra như vậy, thì chung có thể mở được cái gối ra ngoài, và như vậy nó sẽ ăn vào cái phần đùi trước cực kỳ tốt ha. Ok, và đó là set thứ hai. Thì đây là set của anh Bảo. Thì chắc mấy bạn trong cái giáo án hình như là Shredded with Jeremy ngày vai thì phải, chung đã có tập với anh Bảo rồi. Thì anh Bảo là thợ xăm cho hai cái hình ở trên ngực của Trung ha. Thì Trung anh Bảo chơi với nhau cũng rất là lâu rồi ha. Và anh Bảo cũng là cũng có đi tập luôn, và có cái áo cực kỳ đẹp. Nếu như các bạn đã thấy, đó là cái áo FST7 Training, và cái đó là mua từ bên Mỹ về chung với hai cái đĩa CD rất là cool. Thì anh Bảo cũng đang đi cái set là đi từ leg press qua lunge. Ok, thì mấy bạn nhớ lưu ý giúp Trung là cái phần lunge là như lúc này Trung nói ha, là Trung muốn nhấn mạnh lại là cứ bước lên một đệm là một rep đó, rồi rep thứ hai đó, như vậy là tới 20 rep là đủ ha. Nó sẽ ít hơn bình thường một chút. Còn nếu mà chúng ta bước cái kiểu mà mỗi chân lên và mỗi chân tiếp kia lên mà tính một rep cho cái bài này thì thật sự rất là cực kỳ ác mộng. Và mấy bạn chỉ cần qua hai set của cái bài đầu tiên này là mấy bạn, hai cái giò của mấy bạn là thấy đủ căng rồi, cực kỳ căng luôn á, nó bơm máu vô kinh khủng. Thì nó là giant set mà, nghĩa là ba bài, nó còn hơn cả super set nữa. Thì super set là chỉ có hai bài thôi, mà thường super set á là nó chỉ áp dụng cho những cái nhóm nó thường là áp dụng cho những cái nhóm cơ đối nghịch nhau. Chẳng hạn như chúng ta super set giữ ngực với lại lưng này nọ, nó là hai cái nhóm cơ nó nghịch nhau thôi, như vậy nó sẽ rất là hiệu quả cho super set. Sau đó anh Bảo sẽ qua cái leg extension ha. Cái bài leg extension này thì mấy bạn thấy anh Bảo co mũi chân lên ha, thì như vậy cũng không sai. Nhưng mà nếu như mấy bạn muốn ăn, nó muốn xé sâu vào trong cái đùi của chúng ta á, thì mấy bạn nên duỗi cái mũi chân ra, thì nó sẽ ăn cao hơn. Cái bài này nó sẽ xé lên cao hơn ở cái phần gần háng của chúng ta ha, nó xé lên cái đùi trước cao hơn á. Ok, thì đó cũng là một cái tip nhỏ cho cái bài này ha. Nhớ duỗi mũi chân ra nếu như mấy bạn muốn xé sâu hơn.
Ok, sau đó thì quay lại set của Trung thì đây là set thứ bảy rồi ha, đó là set cuối. Ở bài này thì mấy bạn thấy là Trung để chân rộng như lúc nãy Trung nói đó, thì nó sẽ ăn vào cái đường trước cực kỳ tốt luôn, nó sẽ siết vào ha. Thì ở cái bài những cái bài FT7 này thì cứ mấy bạn nghĩ ha, nghĩ ở cái phần này thì mấy bạn nghĩ dài hơn một chút ha, nghĩ chung khoảng 1 phút ha, 90 giây là 1 phút 30 giây cũng được, vì nó ba bài lần, nếu mà nghĩ như bình thường là 30 đến 40 giây thì thực sự không thể nào tập được, kinh khủng lắm. Ok, và sau đó là sẽ là bài lunge. Thì mấy bạn cứ giữ một nguyên nguyên một cái mức tạ đó đi, tại vì nó tới tận 7 set lận nên chúng ta đừng quan trọng về cái số tạ ở cái bài đầu tiên này, nhất là với cái phase thứ hai nó cực kỳ nặng luôn, tại vì phase thứ hai là chúng ta sẽ đưa cái FST7 lên đầu, và chúng đã nói là những cái vlog trước thì thực sự nó không phù hợp với những người nào mà chưa quen với FST7 ha, tại vì đưa lên, tại vì sau khi tập xong là mấy bạn không còn, đùi mấy bạn cực kỳ căng, nó full máu ở giỏng luôn, thành ra là không thể làm những cái bài khác được nếu như mấy bạn chưa quen ha. Mấy bạn lưu ý giúp Chung những bài này, nếu mấy bạn thấy thì Chung mũi chân của Chung duỗi ra đó, như lúc nãy Chung nói Chung duỗi mũi chân ra chứ không có co lên thì nó sẽ ăn tốt hơn, và lúc này là căng quá rồi, đã hết vô rồi. Ok, sau đó chúng ta sẽ chuyển qua back squat. Thì theo đúng như là cái bài giáo án thì nó sẽ là bài front squat, thì nó sẽ vào đùi trước nhiều hơn, nhưng mà tại vì bây giờ là Trung không có tập nổi front squat nữa, thành ra là Trung sẽ đổi qua back squat. Nhưng mấy bạn nào có thể tập được, mấy bạn đổi front squat cũng được ha. Đó là bài gốc trong giáo án Trung muốn chia sẻ lại. Okay, thì đó, nhưng mà Trung sẽ tập back squat nó thoải mái hơn cho bản thân Trung hơn ha. Thì đó, cho nên là nhưng mà Trung nói lúc nãy là nếu như mấy bạn mà không quen á, mà mấy bạn tập cái bài đó xong là như mấy bạn đi về luôn á, chứ làm gì còn sức nữa mà qua bài 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 squat này nữa ha. Cho nên là mấy bạn lưu ý chung, những người nào mới với FST7 là không thử phase 2. Chung nói rõ luôn ha, chung làm rõ quan điểm đó là mấy bạn không được nha, không được tập phase 2, vì nó sẽ là đưa cái FST7 lên đầu và chỉ dành cho những người nào tập lâu FST7 và đã quen rồi ha thì mới tập được. Chứ nếu mà mấy bạn còn mới á, là mấy bạn tập là overload liền, chỉ có tập xong cái bài lúc nãy bạn thấy là đi về luôn á, không có chuyện mà squat nữa đâu, vì cơ bắp chúng ta nó chưa có quen với lại cái cường độ đó. Giống như Chung là quen rồi ha, mà hả, cái lần đầu tiên mà Chung chơi cái này á, cái buổi đầu tiên á là Chung chơi Chung còn lên xuống luôn á, chứ đừng nói là những người mà chưa quen. Mặc dù Chung đã tập FT7 là đã 3 năm rồi, đấy là đã làm quen nó 3 năm rồi đó, mà còn lên xuống với lại cái phase 2 này kinh khủng. Ok, đây là cái set nặng nhất của cái ngày squat đó, của cái buổi của cái bài squat ha, đó là 40 kg, một bên đó là 100 kg, đó là các bạn thấy Chung giảm gần như là 50% rep max của Chung luôn. Rep max của Chung là 4 dĩa là 108 mà Chung giảm xuống một nửa rồi, mấy bạn hiểu rồi, nó kinh khủng cái nào, đùi nó căng cứng ngắc luôn á. Ok, mấy bạn không tin mấy bạn cứ thử là mấy bạn sẽ hiểu những gì Chung nói trong vlog. Ok, sau đó là bài FST7 tiếp theo cho cái đùi sau, nhưng mà nó sẽ đỡ hơn, đó là chỉ là một cái đùi sau thôi, không có guard set nữa, chỉ là một bài thôi. Thì mấy bạn sẽ nằm leg extension, bài lying leg curl ha, thì 7 set 12 đến 15 rep ha. Thì bài này là lưu ý là nghỉ 30 đến 40 giây thôi, tại vì chỉ có chúng ta chỉ tập có một bài thôi, chúng ta không được nghỉ nhiều như ở cái bài FT7 đầu ha. Thì nhớ lưu ý giúp Chung ha, cái về cái thời gian nghỉ rất là quan trọng, cho mà mấu chốt luôn á của những cái bài FST7. Ok, thì ở cái bài này là Chung muốn chia sẻ một chút, đó là nó sẽ dễ hơn nếu như mấy bạn duỗi mũi chân ra ở cái bài nằm này, chứ nếu mà cái bài ngồi mấy bạn khó khó duỗi được cái mũi chân này lắm, thì duỗi mũi chân ra, duỗi 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 cái bàn chân ra thì nó sẽ ăn vào cái đùi sau nó tốt hơn, nó target vào rất là tốt, nhưng mà rất là dễ gây chuột rút ở bắp chuối ha. Nên mấy bạn lưu ý giúp Chung là mấy bạn lên từ từ thôi, tại vì cơ này là phát twist này, là nó khá là nhạy cảm, mấy bạn có thể tập từ từ, các bạn ngã tempo cũng được, nghĩa là lên xong ngã rồi muốn lên xuống. Lúc bạn đi xem truyền cách Chung đã nói rất là nhiều trong những cái vlog trước rồi. Nếu bạn nào mới với channel của Chung, các bạn có thể coi lại những cái vlog mà những ngày chân thôi, Chung cũng có nói chia sẻ trong đó. Sau đó là sẽ là bài bài one leg curl, đó là 4 set nhân với 12 rep. Thì cái bài này là Trung chế ha, nhưng mà thực sự nếu những phòng nào có những cái máy này mấy bạn có thể được tập, và đa phần sẽ là không có, thành ra là Trung sẽ chế để cho mấy bạn chế theo. Thì bài này nằm trong giáo án, mấy bạn biết cái máy leg extension lúc nãy rồi ha, thì mấy bạn sẽ hạ cái bát xuống sao cho vừa với lại cái chiều cao của mấy bạn,
và mấy bạn sẽ kiếm một cái gì đó đứng lên ở cái chân trụ. Cái này là Trung chưa đứng ha, thì mấy bạn thấy cục tạ đó, miếng tạ đó để Trung đứng trụ á, để cho đứng trụ, cái chân là đứng trụ nó sẽ đứng lên cái miếng cao hơn, còn cái chân mà móc thì cứ kệ ha, thì nó sẽ vào đùi sau rất là tốt. Nó như mấy bạn thấy anh bảo như Trung nói đâu, cái chân nào trụ là nó đứng lên cái cục tạ cho nó cao lên, sau đó chúng ta sẽ lấy cái chân móc tạ vừa phải thôi ha. Cái này thì bạn nào tập quen rồi thế chế là hiểu liền à, còn bạn nào mới thì hơi struggle xíu, hơi khó khăn xíu, nhưng mà sẽ rồi chế được thôi, chế sao cho nó vừa chân ha. Nhưng mà đây là một cái ý tưởng đó cho mấy bạn chế bài One Leg Curl, và Trung cũng đã có quay trong nhiều cái vlog hồi xưa rồi. Ok, à Trung quay hơi ít ở cái bài đó ha. Rồi, nhưng mà nếu mà liên mà cái bài trong cái giáo án nó còn thiếu, Trung tập còn thiếu một cái bài là City Laker nữa, nhưng mà ở đây không có máy, thành ra là Trung sẽ skip cái bài đó. Và nói chung là hai bài cũng tương đối đủ cho mấy bạn rồi, nhưng mà Trung cũng chỉ chia sẻ trong cái phần voiceover này để mấy bạn biết nếu như mấy bạn muốn tập thêm. Ok, sau đó là sẽ qua cái nhóm là bắp chuối thì cũng sẽ có FST7 luôn. Ok, thì đây là cái chỗ này lưu ý nhỏ ha, chỗ này lưu ý quan trọng nè, cho FST7 các bạn sẽ nhóm cho Trung 10 rep full ROM bình thường thôi, nhóm full ROM đây là standing ha, là đứng á, thì sau đó cái rep thứ 10 á thì mấy bạn sẽ giữ lại đó, như Trung đang giữ lại, đang hold lại, và sau đó giữ 10 giây, sau đó nhẹ nhàng từ từ xuống, và chúng ta sẽ làm 5 cái partial rep nhỏ đó. Ok, thì đó là một set, chúng ta sẽ nghỉ 30-40 giây vì đây là FST7 ha. Thì mấy bạn sẽ thấy anh Bảo cũng đang áp dụng cái cách Trung nói đó, thì mấy bạn sẽ thấy sau khi 10 rep đầu tiên thì rep thứ 10 anh Bảo sẽ hold và sẽ giữ như vậy, và sau đó sẽ hạ từ từ xuống đó, hạ từ từ xuống, và sau đó sẽ là 5 cái partial rep nhỏ, 5 partial rep đó là tổng cộng 15 cái. Ok, thì đây là set cuối cùng và cũng đó là cái bài cuối cùng của cái ngày chân ha. Thì hy vọng là mấy bạn sẽ tập cái thử cái này, nhưng mà Trung thử ở đây chỉ là những người nào đã quen rồi ha, Trung không khuyến khích những người nào mới ha, nó khá là khó khăn đó, nên là chỉ những người mới thôi ha. Ok, thì đó là buổi ngày chân, thì mọi bạn sẽ rất là pump ha. Peace. Set ever.